Anh Toán. Dạ, của chủ tịch hết 50 củ. Cái gì? Chủ tịch? Dạ vâng. Ba cho em 5 triệu. Trời ơi, em mà em nhìn một cái là em biết là chị là chủ tịch Real liền. Người phụ nữ hiện đại, không bao giờ cầm tiền xài tiền của chồng hết. Đúng không chị? Chu cha em gái nhìn còn trẻ mà có con mắt tin đời đó. Bo cho em thêm 10 triệu. Chị nói em có con mắt tin đời hả? Giảm giá cho chị đẹp 10% luôn. Lại còn khen chị đẹp gái nữa. Em ruột vừa xinh mà lại vừa khéo miệng. Bo cho em thêm 20 triệu. Sao? Em ruột hả chị? Một người mà hả ngoài đẹp gái, bên trong nhiều tiền như chị mà lại coi em là em ruột hả? Đúng rồi ơi. Giảm giá tiếp cho chị 20%. Em mà đã có lòng thì chị có nước chấm. Cái gì dám anh ạ? Bo cho em gái thêm 20 triệu. Tiếp tục giảm giá cho chị 30%. Tại giảm giá, chị giàu mà, cần gì phải giảm giá. Bo cho em 20 triệu nữa. A few moments later. Cho anh một 2 triệu đi chơi. Em xin, em sẽ giảm giá cho chị 90% luôn. Thôi, khen nhau đủ rồi. Thanh toán cho chị đi. Để chị về chị còn đón con, không làm ông chồng chị cũng chửi chị chết. Tổng chi phí của chị, bỏ đi đếm lại là tròn 50 củ. Trời ơi, có 50 triệu thôi hả? Rẻ quá vậy. Nè, chị trả 50 triệu, không phải chị lại qua tiếp. Bye bye chị gái.